Mến chào toàn thể anh em, rất vui gặp lại anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với video trên channel LVT Episode. Thì tiếp theo những video về Võ Lâm Trường Kỳ offline thì hôm nay mình sẽ đến với anh em một video giải trí nữa. Mình thử sức mang bộ may mắn full off, bộ động sát 100 điểm 100% và những món thiên hoàng 3%, 3, 3, 3, 3 và 3. Tổng cộng đây là 100, 1, 2, 3, 4, 5. 115% cộng với Thiên Sơn Bảo Lộ 10 điểm và Quế Hoa Tiểu là 20 điểm, nữa là 30 điểm mọi người ạ. Đó, ngày hôm nay mình sẽ thử sức săn bốt sát thủ bằng cái bộ may mắn full off này. Phúc duyên thì phúc duyên là mình 1.500 điểm nha, danh vọng là 2.600, 2.200. Và ngày nay thì mình làm trên nền Võ Lâm offline phiên bản Linux 8.2. Thì anh em nào muốn cài đặt phiên bản này thì anh em có thể tham gia nhóm Zalo dưới đây và hoặc là nhắn tin Zalo của mình. Còn anh em nào muốn chơi một phiên bản BK, lọc đồ BK thì dành cho những người đi làm phiên bản đồ xanh hoàng kim môn phái thì anh em vào trang web là congthanhchien.us, link ở dưới đây. Ở trên trong web thì có hướng dẫn tải game cũng như là có những cái nhóm Zalo trên 500 thành viên. Tống Kim buổi tối luôn luôn rất là đông. Thì anh em vào trang web là công thành 9.us nha mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi săn bốt sát thủ 9x. Con bốt đầu tiên là giả giới nhân nha mọi người. Đó, giả giới nhân. Giả giới nhân rồi lên luôn. Đó, hệ hỏa nha mọi người. Đó, thử coi nó săn được cái món gì đây. Đó, côn luôn xét nha mọi người nha. Phần thưởng thì mình chưa biết là ra phần thưởng gì mọi người nha. Mình chủ yếu mình test thử cái đồ xanh rớt ra như thế nào. Đam nhảy rất là cao. Rồi chết rồi, rớt ra được mấy món mọi người ạ. Đó, ngon chưa. Đồ cấp 10 đào hoàng cho mọi người nha. Ui làm chậm 40 luôn. Sinh lực 117, ghê gớm thật mọi người ạ. Phòng thủ lớp 11 làm chậm 20 luôn, ghê thật. Làm chậm 20, hỏa sát 83, làm chậm 30. Đó, ghê thật mọi người ạ. Tiếp tục combo thứ hai coi như mọi người nha. Bốt thứ hai là bốt chỉnh cứu nhật. Chỉnh cứu nhật này là bốt chỉnh cứu nhật này cũng là tiếng cũng động luôn. Rồi cho mày tiếng mày lên đường nhanh luôn. Đam nhảy rất là nhanh, cô luôn xét này. Đam dồn ghê thật mọi người ạ. Chúng ta thấy cây kiếm đẹp không? Cây kiếm quá dã man luôn. Nó cũng được quá trời đồ luôn, mọi thử coi được cái gì đây. Phòng thủ lý 4, làm chậm 40. Ghê thật anh em, mang bộ may mắn ăn cao đánh sướng thật. 4 này mà thành 24 đúng bài luôn, xin được 138 luôn. Thâm pháp 12 luôn, ghê gớm thật. Làm chậm 20. Làm chậm 20, phục hồi nội lực 1, thâm pháp 10, thể lực 171. Làm chậm 30. Hỏa sát ngoại công 61. Ở trong Võ Lâm mình thì có cái những dòng mà không có tác dụng mọi người ạ, như là hỏa sát ngoại công này, lôi sát ngoại công này. Là hai cái dòng đó chẳng có tác dụng gì hết. Làm chậm 40 luôn không có phục hồi. Sát thủ bí bảo. Rồi, tiếp tục nha mọi người, hai con bốt mà chưa ra siêu phẩm mọi người ơi. Đó, bộ may mắn khủng cỡ này mà không ra siêu phẩm thì chết rồi. Tiếp tục nha mọi người. Rồi, mọi người thấy cái chủ đề video này hay thì mọi người hãy tặng cho mình một like nha. Tiếp tục con chu sở bá mọi người ạ. Chu sở bá cũng ở tiếng cúc độc luôn. Chu sở bá hệ thủy thì quá nhanh rồi. Nhảy đam tới 400 mấy ngàn luôn. Tí là xong liền. Chu sở bá tự thủy tinh luôn. Trời ơi ngon tự thủy tinh luôn mọi người ạ. Úi giời tự thủy tinh luôn, ngon luôn. Trời ơi, kháng hỏa 25, chín hóa 8, giả man thật, siêu phẩm về rồi nha. Phục hồi 30, kháng hỏa 13, chóng 30, hai cặp nhẫn. Úi giời kháng hỏa 25, ghê không? Trời ơi, úi giời, 6 dòng rồi mọi người kìa. Đúng là mày bộ băng bộ may mắn khủng có khác, đánh ghê thật cái này mà. 21, 30, 14, mày chó 40, ngon lợp lúa rồi.
sinh lực 132, kháng hỏa 13, sinh 118. Đấy, chúng ta thấy không? Mang bộ may mắn khủng có khác. Nhất đồ ghê thật. Tiếp tục nha, tiếp tục để combo nữa nha mọi người nha. Đánh mình đánh khoảng chục combo rồi coi như thế nào. Chúng ta tiếp tục để con Trang Minh Trung luôn. Trang Minh Trung cũng là tiếng Cúc luôn. Trang Minh Trung hệ thủy tiếp. Trời ơi. Sát thủ định vấp đi. Xem thử nó dứt ra. Nó dứt ra cái gì ngon nữa không? Dây chuyền. Kháng hỏa 15. Cái nón 2330. 2330 vứt. Rồi chó 40 ấn 3 vứt luôn. Con này không ngon rồi, không được gì ngon rồi. Tiếp tục. Bốn con mọi người, bốn con mà được cũng còn được 3 món siêu phẩm rồi nè, ghê không? Một tứ thủy tinh rồi đó. Tiếp coi. Trang Minh Trung Cam Chính Cô, chúng ta lên sa mạc 1 nha mọi người nha. Cam Chính Cô là ở sa mạc 1, đó lên. Cam Chính Cô hệ thổ giúp cho di chuyển ăn ban mọi người ơi. Hồi xưa mà chúng ta đi săn bốt sát thủ 9x năm xưa là cũng ít khi người ta săn hệ thổ lắm. Nó xui xui ra di chuyển ăn ban thì sao? Hệ thổ là có di chuyển ăn ban mà nè. Còn mấy cái món hệ thổ khác thì nó không có giá. Chỉ họ mang cái vũ khí lôi sắt nội công hoặc là cái áo kháng băng phục hồi dành cho thú lâm hoặc là dây chuyền hệ thổ thì có giá thôi. Cam Chính Cô, ôi ôi không được cái vũ khí kìa, lôi sắt nội công kháng băng 19 vứt luôn. 18-30, 13-20 có cái áo nè phục hồi 30 vứt luôn. Đôi giày 25-30 vứt luôn, không có tốc độ là vứt, nhưng đôi giày không có tốc độ là vứt. Rồi tiếp tục. Giờ chúng ta đến con Vũ Nhất Thế. Vũ Nhất Thế cũng ở sao đứng trong đây kẹt rồi. Rồi sao mà khinh công ra đây. Không học khinh công rồi. Đây là một đợt 4 sinh phụ Vũ Nhất Thế rồi. Em bị kẹt trong đây luôn mọi người ơi. Thần thành phố bị lỗi rồi. Để mình chạy lại nha mọi người ơi. Sa mạc 1. Đi thần thành phố bị lỗi. Vô 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 đây. Vũ như thế chứ kia chứ đây là sinh vong mọi người, nhầm lẫn. Nhất kiếm phong thiên. Vũ Nhất Thế. Vũ Thế tiếp gì đây rồi mọi người. Lâu lắm rồi với săn bốt, mà hôm nay săn bốt một điều kỳ lạ là bộ may mắn khủng quá, giấc đồ cũng kinh khủng luôn. Vũ Nhất Thế hệ hỏa. Hệ hỏa là phòng thủ vật lý rất là có giá. Nhất những ăn ban cũng có giá. Chết mày. Cái này hỏa lâu thật. Như thế không có gì hết. Trời ơi quá trời đồ luôn. Đôi giày làm chậm 30. Cái nón làm chậm 40. Cái nón này mà những server đồ xanh mà cày cuốc có giá lắm mọi người ạ. Làm chậm 30. Nãy giờ không thủ thủ lý 25 ta. Làm chậm 20. Làm chậm 40. Làm chậm 20. Úi dồi làm chậm 40 luôn. Hỏa sát ngoại công luôn. Thật. Rồi tiếp tục mọi người ạ, Vũ Nhất Thế. Còn đấy con Hà Sinh Vong nữa nè. Dương Phong Giật à, Dương Phong Giật trước. Dương Phong Giật cũng ở sa mạc 1 luôn. Hãy kim tiếp luôn.
săn 8 con nha mọi người nha, hôm nay săn 8 con. Bữa sau thì mình sẽ mặc cái bộ đồ này, mình săn bốt sát thủ, săn bốt tiểu hoàng kim, săn bốt đại hoàng kim cho mọi người xem luôn. Còn bây giờ mình săn bốt bốt sát thủ thôi. Con này với con nữa là xong nha mọi người nha. Nãy giờ được 7 con rồi. Được 3 siêu phẩm. Con này Dương Phong giật hệ kim, hệ kim mới ra cây vũ khí là ngon nè. Chớt mày, sao mày đỡ rồi, bời đỡ rồi, sao mày đỡ rồi. Ôi chết, cuối cùng mày cũng đã chết. Hai vũ khí luôn, sát thương 38 điểm luôn. Không tốc độ vứt, sát thương 21 điểm vứt. Nón hệ kim thì không ai xài hết, nón hệ kim là vứt mọi người ạ. Áo hệ kim thì cũng có người xài, nhưng không có phục hồi cũng vứt. Rồi con bốt cuối cùng mọi người ơi, đó là con bốt Hà Sinh Vong. Rồi sa mạc 1. Ôi Hà Sinh Vong hệ kim nữa, trời ơi. Săn bốt mà được đam to như này mọi người nhà sướng nha. Đánh tí là xong. Mọi người nào mà thích tải game này về trải nghiệm săn bốt thì mọi người liên hệ Zalo của mình nha mọi người nha, số điện thoại đó. Không thì mọi người tham gia vào nhóm Zalo ở đây, đường link ở đây mình để trong mô tả video luôn. Nói chung là chúng ta võ lâm offline mà, chúng ta tự sướng thôi. Rồi mai mốt mình sẽ cố gắng mình cài cái võ lâm offline lên online cho máy tính của anh em chơi nó dễ dàng. Còn anh em nào muốn chơi xe đồ BK cùng với những người chơi khác thì anh em truy cập trang web là cungthanh9.us nha mọi người nha. cungthanh9.us để mọi người tải game tham gia server online BK. Nón hệ kim mắc off luôn. Không ai xài mọi người ạ. Trên được 158 luôn. Nón đẹp ghê mà không ai xài. Chuyển hóa 10, sức năng 11. Nói đồng đồ hệ kim chỉ cần vũ khí thôi. Ui trời, vũ khí kìa, kháng độc mắc off luôn. Không có tốc độ đánh. Đó, ngày hôm nay thì mình đã làm video săn 8 con bốt sát thủ với bộ may mắn 115 điểm, 115% nha mọi người nha. 115%, quá ghê gớm. Săn bốt 115%. Cộng với 10 điểm quế hoa tiểu và 20 điểm thiên sơn bỏ lộ và 20 điểm quế hoa tiểu nha mọi người nha. Và video sau mình sẽ săn bốt tiểu để cho mọi người xem. Ở trong đây mình có gọi bốt hoàng kim luôn á. Đừng bất nhiễm hà nhân ngã tiền cơ tự. Đó, có hết mọi người nha. Bữa sau mình sẽ làm video để mọi người như Huyền Giác Đại Sư mở luôn. Ui chết luôn. Mở cái chết luôn mọi người ạ. Dạ mang quá. Thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em nha. Chúc tất cả anh em xem video vui vẻ và anh em đừng quên tặng cho mình một like ủng hộ mình ra video nữa nha mọi người nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye bye nha.